quý vị, MC Hoài Đức xin đón chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Hương vị gia đình được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta đón chào hai cặp đôi rất đáng yêu dễ thương ngày hôm nay. Không biết mối quan hệ của họ là gì mà xem nhau thân như một gia đình. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Chào hai bạn, xin mời hai bạn giới thiệu đôi nét về mình nào. Em là Ngọc Anh, em đang làm ca sĩ và đi diễn tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và nghệ danh của em là An Nguyễn, mọi người hay gọi em là An. Vậy bữa nay anh gọi là bé An nha. Dạ, vâng. Chào An, mời bạn. Chào anh Hoàng, em là Thái Bảo, hiện tại em đang là ca sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh và nghệ danh của em là Bảo Ray B. Mối quan hệ của hai bạn là gì nào? Hai người em là chị em ạ. Ủa vậy hả? Vâng, chị em đồng nghiệp với nhau. Dạ, vâng, chị em, chị em đồng nghiệp ạ. Là hai bạn đi diễn chung rồi gặp nhau rồi quen nhau hay sao? Dạ, cũng có thể nói là như vậy. Đúng rồi, cũng là như thế anh ạ. Hai bạn biết nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em biết nhau được 2 năm. 2 năm rồi đó. Làm gì với nhau 2 năm mà thấy thân thiết rồi, hiểu nhau nhiều không? Dạ, có ạ. Đó là lý do ngày hôm nay chúng ta đến với Hương vị gia đình để chứng tỏ điều đó nghe. Dạ, vâng ạ. Dạ, cảm ơn hai bạn, xin mời hai bạn vào chỗ. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của cặp đôi thứ hai. Xin mời. Dạ, chào hai bạn. Dạ, chào anh ạ. Chào anh. Mời hai bạn giới thiệu về mình nào. Dạ, em tên là Nguyễn Bích Hợp. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang là nhân viên marketing ạ. Chào tất cả quý vị khán giả xem đài và chào anh Hoàng Gapper. Em tên là Trương Phạm Tuấn Vinh, nghệ danh của em là Vinh Gấu. Hiện tại em đang là nhà sáng tạo nội dung đa nền tảng. Dạ, xin chào Vinh, xin chào Hợp. Hai bạn là bạn bè hay là mối quan hệ như thế nào nào? Chị em thân thiết. Dạ. Cũng chị em vậy, giống bên kia rồi. Dạ. Gia đình hàng xóm cũng chị em á nha. Chị em được bao lâu rồi? Dạ, tụi em là chị em với nhau hơn 10 năm rồi ạ. 10 năm đó là mình hợp tác chung với nhau. Tại vì tôi biết Vinh Gấu là rất là nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội nè. Thì làm sao Vinh biết được người chị làm bên marketing? Ngày xưa là có một cuộc thi về tổ chức sự kiện, thì em với chị tham gia và cùng chung một team. Sau khi thi xong thì hai chị em là hai người bị gớt. Và thế là hai người, những người gớt đồng cảm nhau, chơi với nhau tới giờ. Chia sẻ với nhau nhiều bằng những việc khác nhau. Dạ. Cảm ơn hai bạn, mời hai bạn về vị trí của mình. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của chương trình. Đó chính là câu chuyện tình thân, để lắng nghe những kỷ niệm được chia sẻ đến từ hai đội chơi. Nhưng mà không biết họ sẽ đặt tên gì đây. Với Bảo và An, chọn tên gọi nào ạ? Vâng, anh gọi Bảo An thì là Bảo An luôn ạ. Bảo An luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Nghe nó cũng thuận miệng ngoài. Được, Bảo An ha. Dạ, dạ. Tên hay đấy, cảm ơn đội Bảo An. Đội của Vinh và Hợp đặt tên gì ạ? Dạ, tụi em là Cùng Nhau. Cùng Nhau? Ai là người chọn cái tên này? Dạ, tụi em Cùng Nhau chọn luôn. Cùng Nhau chọn luôn. Cùng Nhau. Được, Cùng Nhau chiến thắng nha. Dạ. Cảm ơn hai bạn. Và bây giờ sẽ là món ăn liên quan đến kỷ niệm khó quên dành cho mỗi đội với đội Bảo An. Thì món ăn nào gắn liền với các bạn? Với đội hai chị em thì đó là món tôm sốt Thái ạ. Tôm mà sốt Thái anh... Mà là tôm tái nữa anh. Tôm tái đó. Vâng, tôm tái sốt Thái. Anh cũng thích món đó lắm á. Dạ, lúc đầu là không nghĩ là hai chị em sẽ thích món đấy đâu. Tại vì chị của em không thích ăn đồ sống. Em lại không ăn được mấy cái đồ sống nữa là... Lúc mà đầu tiên bảo là ăn mấy cái đấy là em không dám ăn. Không dám ăn. Dạ. Vâng. Em thử ăn rồi nhưng mà không hợp. Dạ dạ. Ủa vậy tại sao em lại nói là món này ấn tượng khó quên? Đầu là em dắt chị đi ăn thì chị cũng thử một miếng. Chị bảo là ôi thôi chị không ăn được đâu. Và sau khi em ép chị ăn một vài con nữa thì từ lần sau trở đi hai chị em có đi với nhau là cái gọi món vô quá một cái là tôm tái sốt Thái. Là bây giờ là em ăn được món đấy là nhờ đi ăn đấy mà. Hay, bạn tốt. Có như khai phá một thế giới mới nhìn vào quấy vậy đây. Dạ. Vậy từ đó em ăn đồ sống luôn không? Không, là em chỉ ăn mỗi tôm này. Duy nhất món đấy anh ạ. Dạ, rất là ngon. Dạ. Còn với đội Cùng Nhau, mình cùng nhau thích món gì? Cùng Nhau thì cũng cùng nhau ăn nhiều món lắm. Trời ăn quá trời ăn luôn, tụi em ăn rất là nhiều luôn. Thì nhiều món quá chị, coi món nào nó phù hợp chị, nhiều món em không nhớ món nào luôn. Không, món kỷ niệm đầu tiên đi. Cá sốt cà chua. Cá điêu hồng chiên sốt cà chua. Trời, cũng nghe cũng ngon quá ta. Dạ. Là ăn ở đâu, ở nhà hay ở nhà hàng? Ở nhà em nấu. Em nấu luôn? Dạ, em biết nấu ăn từ sớm ấy anh. Bạn học hỏi từ ai?
Dạ em kiểu mà em tự quan sát, tự học thôi. Với lại em xem mẹ em nấu thế nào cái em học theo. Giỏi. Em sẽ không hỏi mẹ em công thức mà em sẽ tự tìm tòi công thức để em nấu. Thì lúc đó bạn ăn món của Vinh nấu, bạn thấy như thế nào với món đó? Thật ra thì món cá đó ở bên ngoài rất là giòn nhưng mà bên trong sống. Cuối cùng là tụi em là phải mang đi chiên lại. À, có nghĩa là mình canh nhiệt độ lửa nó hơi lố rồi đó. Nóng quá, đâm ra mới đủ chín bên ngoài thôi. Dạ. Cũng hên phát hiện kịp. Dạ, yeah. Cũng là một món ăn làm nên kỷ niệm nha cho hai bạn. Và bây giờ sẽ là những hình ảnh nha, liên quan đến những khoảnh khắc mà các bạn muốn chia sẻ ngày hôm nay. Hình ảnh đầu tiên sẽ đến từ đội bảo an. Xin mời. Dạ, đây là một hình ảnh trên sân khấu nè. Là sự kiện đặc biệt dành cho hai bạn hay sao ạ? Như mọi người đang thấy thì cái tên chương trình cũng là Giao lưu văn nghệ vang mãi khúc quân hành ở trường sĩ quan lục quân 2. Ừ. Đây là lần thứ hai hai chị em gặp nhau. Cái lần đầu tiên là hôm tổng duyệt chương trình. À. Và lần thứ hai là cái hôm đi diễn này. Cái bức hình này cảm giác như thân thiết lâu rồi đúng không? Ừ. Đúng là lần thứ hai gặp nhưng mà cảm giác đã thân như thế rồi. À. Và vì sao các bạn có cái cảm giác gần gũi nhau như vậy? Tôi nghĩ cái lúc đầu á là em gặp bạn này. Ừ. Là bạn ấy đã nhìn thấy em một cuộc thi rồi. Ừ. Và đến lúc đấy bạn ấy gặp em thì nhìn cũng thái độ bạn ấy bằng tuổi mình, kiểu mặt cũng hơi cưng cưng, bảo ghét thế nhở. Cưng bảo mình hỏi là vậy bạn bao tuổi đấy? Mình sinh năm 98. Ừ. À vậy á. Xong rồi là bạn ấy hỏi lại em vậy bạn sinh năm bao nhiêu? À mình hơn bạn có mấy tuổi rồi mà. Rồi. Hết chảnh liền. Là đã hết chảnh liền, xuống liền. Ừ. Thế xong bắt đầu là hai chị em nói chuyện từ lúc tổng duyệt đến lúc diễn là bắt đầu là cứ dính lấy nhau như vậy thôi. Xong rồi là chơi thân. Dạ. Chơi thân đến bây giờ. Quá tuyệt vời. Và cảm ơn nghệ thuật đã đưa hai dạ, bạn lại với nhau dạ, rồi. Dạ. Ừ. Và bây giờ sẽ là hình ảnh kỷ niệm của cặp đôi cùng nhau. Ủa phải em không Vinh? Em á anh. Vinh, phải em Vinh? Trời, ngày xưa là em 9 mấy ký mà anh. Trời, kiểu mà em bị béo phì luôn. Ồ. Lúc đó nói thiệt là thân hình em to quá. Đối với em thì rất là khó để làm nghề. Cho nên em cố gắng tập luyện. Quyết tâm giảm cân. Dạ, quyết tâm. Và cái sức khỏe là cái quan trọng nhất nữa. Mà Hợp ơi, em nhớ đây là khoảnh khắc lúc nào và ở đâu không? Vinh là mới chia tay người yêu. Trời. Đó. Xong rồi mới hẹn em ra là hai đứa cùng nhau đi ăn, đi uống để coi như là xóa tan nỗi buồn đó. Phương pháp để cắt đôi nỗi sầu đó anh. Dạ. Nhưng mà vừa mới đến quán xong là thấy bạn bên kia là người yêu của Vinh đi với người khác luôn. Ngồi ăn chung với người khác luôn. Đau lòng. Trời ơi. Đây là cái lúc mà tụi em giả bộ đưa lên chụp hình để quay qua bên kia coi thử là có đúng không. À. Đó. Nên thành ra đây là trước khi cái chuyện đó là xảy ra nè. Dường như những biến cố, những sóng gió của cuộc đời này của Vinh đều có sự góp mặt của Hợp để chia sẻ cùng với bạn ha. Dạ. Và bây giờ sẽ là hình ảnh tiếp theo liên quan đến bảo an. Wow. Trời cưng nhỉ. Chắc chắn đây không phải là một cảnh dàn dựng. Một khoảnh khắc tự nhiên đúng không nào? Cái bạn nháy là bạn nháy li li ấy. Thì lúc đấy là vừa chụp vừa trêu nhau á. Nó có một cái bức ảnh này mà. Đây là bức ảnh mà hôm đấy là em cảm thấy em thích nhất. Vừa nhìn hai chị em cười rạng rỡ và tự nhiên nhất. Dạ. Mà anh nhìn cái hình này thì anh nghĩ là hai chị em đang rất vui. Nhưng thật sự là hai chị em đang rất là bực bội trong người. thực ra là nói bực bội thì nó cũng không phải. Tại vì là bọn em phải đến từ rất sớm. Và đợi lúc đấy cũng đến dầm đêm rồi. Không có việc gì lôi nhau ra chụp hình thôi. Cũng hơi mệt rồi. Vâng, mệt đấy ạ. Nhưng mà nhờ tình bạn này tự nhiên mình vui á nha. Dạ, đúng rồi. Và bây giờ sẽ là hình ảnh tiếp theo liên quan đến cặp đôi cùng nhau. Đây, hai chị em cùng nhau. Lúc này chắc cũng đỡ đỡ buồn rồi đúng không em? Dạ không, lúc này là buồn nhất luôn anh. Buồn nhất rồi đó hả? Dạ. Wow. Đây là cái lần đầu tiên mà tụi em gặp nhau mà cùng nhau rớt. Rớt rớt gì vậy? Dạ tụi em tham gia cuộc thi về sự kiện truyền thông và tụi em là trong cái team rớt. Vậy là chụp cái khoảnh khắc này sau khi biết kết quả? Dạ biết kết quả rồi nên chụp kỷ niệm cho đỡ buồn đó anh. Em vui thiệt. Thua keo này mình bày keo khác. Đúng rồi anh. Em không sợ thất bại đâu, thất bại là em thấy bình thường, mình có thêm bài học kinh nghiệm thôi. Chính xác, đó là những trải nghiệm, những kinh nghiệm quý báu mà mình rất là thích cái tinh thần lạc quan của hai bạn ha. Dù thất tình hay là rớt thì rớt gì cũng ráng vui chụp nhau tắm về tối đêm khóc sao. Dạ bây giờ sẽ là hình ảnh của cặp đôi bảo an. Hai bạn đang đi đâu đây? Dạ hôm đấy là sinh nhật của Bảo ạ. Sinh nhật Bảo? Dạ. Vâng, trước đấy hai chị em cũng có hờn dỗi nhau ấy. Ờ. Nhưng mà hôm sinh nhật thì vẫn phải đi thôi. Thực sự đây là cái sinh nhật đầu tiên chơi với nhau 2 năm nhưng mà đây là sinh nhật đầu tiên. Dạ. Cho nên là nó cũng là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Dạ. Sinh nhật của em rất là vui. Là chị An được gọi đầu bởi nhân viên của quán.
Làm sao gọi đầu bởi nhân viên của quán? Cái quán là nó có cái mái che ấy. Họ có cái mái che. Thì khi mà kéo vào thì cái nước mưa đấy là một tảng từ đầu đến đỉnh. Là lúc em đang ngồi. Lúc đó em phản ứng sao? Cười vô mặt chị hả? Dạ đúng rồi. Anh nói ôi anh này đúng ghê luôn á. Anh mới gặp Bảo mà anh hiểu Bảo ghê. Dạ. Mời khách tới ăn sinh nhật dạ. Khách bị ướt, cười vô mặt khách. Không, ai chứ chị em bị em vui lắm. Em vui lắm. Cảm lạnh quá ạ. Cảm lạnh thiệt không? Và bây giờ sẽ là hình ảnh kỷ niệm của cặp đôi cùng nhau. Xin mời quý vị. Thiệt ba tấm hình là đúng một chủ đề ẩm thực luôn á. Ăn miết chị cưng. Thì ăn mà anh ăn, em mới mập đó anh. Thôi bây giờ đoán nè. Ăn trong bối cảnh này là tâm trạng buồn đúng không? Mặc dù đang cười. Cũng hơi buồn. Nữa. Kiểu mà đây là một cái bữa ăn mà cuối cùng mà trước khi em giảm cân. À. Là đi ăn một bữa thịnh soạn ăn cho đã trên đời luôn. Rồi bắt đầu bước vào liệu trình mới, một trang mới của mình. Nhưng mà ai trả tiền? Dạ tụi em cùng nhau trả luôn. Cùng nhau trả. Vậy mới đoàn kết, vậy chơi mới bền được hen. Người ta nói là buồn cười, còn đội này là buồn ăn. Cảm ơn được cùng nhau. Và như vậy chúng ta đã lắng nghe được những sự chia sẻ rất là thú vị đến từ hai cặp đôi. Và bây giờ sẽ là phần tiếp theo, quý ông so tài. Hai bạn nam trong mỗi đội, chúng ta sẽ cố gắng làm sao bước vào bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn để phục vụ cho hai người đẹp của mỗi đội. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là đậu hũ yêu thương. Sau khi biết được chủ đề của món ăn mà chương trình đưa ra, dựa vào nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn tại gian bếp, hai quý ông hãy chế biến món ăn sở trường hoặc là món ăn mà người thân mình yêu thích để xem người còn lại có nhận ra món nào do người thân mình nấu hay không. Kính thưa quý vị, quý ông so tài chính là phần tiếp theo và hai chàng trai của mỗi đội đã sẵn sàng tại vị trí gian bếp của mình. Không biết hai người đẹp đã đói bụng chưa hả? Rồi ạ. À, đói dạ rồi ha. Dạ. Hai chàng đã chuẩn bị chứ nào? Sẵn sàng anh ơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Đối với hai em thì món đậu hũ có phải là món khoái khẩu của hai bạn không? Dạ, em thích đậu hũ ạ. Tại nó vẫn cho mình cái cảm giác no bụng á. Mà em nghĩ là cái chất dinh dưỡng nó mang lại vẫn rất là ok. Dạ. Dạ, và nó cũng không tăng cân hen. Dạ đúng rồi. Còn em thì sao, em thích ăn đậu hũ không? Em ăn từ bé hết rồi. À, em ăn đậu hũ từ bé. Thì ngoài món cái gì, cá diêu hồng sốt cà hả? Dạ. Là Vinh nấu. Thì Vinh còn nấu những món gì cho em ăn nữa? Dạ, cánh gà chiên mắm. Cánh gà chiên mắm. Bò khó nữa. Wow, có bao giờ đãi tiệc cho em không? Dạ có, sinh nhật em á, cái món mà cá diêu hồng sốt cà là cho sinh nhật em. Cho sinh nhật em. Là Vinh nấu rất là nhiều món. À, không chỉ là món đó mà còn rất nhiều món khác. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có cái món đó là em ấn tượng nhất tại vì nó sống ở trong. Nhưng mà em đặt hàng cho Vinh là ê, bữa đó là sinh nhật của chị nè, nhớ nấu cho chị ăn nha. Không, cái đó là Vinh làm bất ngờ luôn. Bất ngờ luôn? Dạ, là Vinh tự mua, tự nấu này kia luôn. Em cũng không biết luôn. Hồi đầu em tưởng là đặt đồ ăn. Sau đó bạn mới nói là bạn tự nấu. Nấu ở đâu? Dạ, nấu ngay tại nhà em luôn. Nhà em luôn? Nhà em mà em không biết luôn. Em không biết luôn. Trời ơi. Lúc em đi học về là em thấy là đồ ăn thịnh soạn bày dọn ra hết rồi. Tạo bất ngờ cho chị. Dạ đúng rồi. Dễ thương quá à. Tại vì tình cảm của Vinh dành cho bạn rất là đặc biệt. Dạ đúng rồi. Còn An mong muốn là người chồng tương lai của mình, người yêu của mình là có khả năng nấu nướng không? Dạ em không có. Em không phải là bữa nào cũng nấu nhưng mà em cũng hay nấu. Nên là em cũng muốn là cái người bạn đời của mình ấy có thể đồng hành với mình kể cả trong căn bếp nữa. Dễ thương. Bây giờ để anh qua anh thăm hai chàng trai bên kia nha. Chứ anh là tin vô đôi tay điệu nghệ của hai anh này. Quá chuyên nghiệp luôn. Tính ra là em có khoảng hơn 10 năm kinh nghiệm vô bếp rồi đó. Dạ. Quá dữ rồi. Bữa nay nhìn gấu làm anh bất ngờ quá. Em biết nấu hơn 100 món ăn đó anh. Hơn 100 món luôn. Dạ em có thể làm tiệc được luôn á. Nhưng mà món sở trường của em là món gì Vinh? Em biết nấu nhiều món lắm. Mà món mà em hay nấu là món gà găm gừng. Món sở trường của em là gì Bảo ơi? Em bây giờ em đang nấu mà anh hỏi món sở trường em cũng chả biết là em nấu món gì. Món vậy luôn hả? Cứ đụng vô làm được thôi. Đúng rồi anh. Bây giờ anh đụng món gì em làm món đấy. Chưa bao giờ em tưởng tượng được là em sẽ nấu ăn trên sóng truyền hình á anh. Vậy đầu tiên trong đời em á. Giỏi á. Đàn ông mà biết vô bếp là anh ngưỡng mộ lắm. Tại anh không biết là nấu ăn. Mình có vợ mình nấu là được rồi, mình ăn đồ ăn của vợ là đủ rồi. Chính xác. Nguyên liệu chúng ta cũng khá là đơn giản ha. Có đậu hũ, có rau củ quả, hành lá và cà chua. Không biết các bạn sẽ chế biến món gì đây? Không biết nấu ngon không ta, để lên đây em hơi run. Anh thấy thơm rồi đó. Được. Cảm ơn anh. Thôi được, lên xe qua. Không còn nhiều thời gian nữa. Các người đẹp đang rất đói rồi. Thấy chưa? Đó, dính kìa. Rồi đấy, chết rồi anh ơi. Đỉnh rồi. Nào, thời gian không còn nhiều nữa. Và chúc cho hai bạn sẽ hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình ngày hôm nay.
thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta sẵn sàng với phần đếm ngược nào. 3, 2, 1, hết giờ. Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Cảm ơn hai chàng trai đã chuẩn bị hai món hàng wow trình bày rất là đẹp mắt ấn tượng. Để chúng ta đoán xem hương vị tuyệt nhất sẽ mang về chiến thắng dành cho đội nào. Đây là món A, đây là món B. Theo An thì ngoại hình của hai món A và B như thế nào ạ? Em thì món này bắt mắt hơn. Còn bên này thì mang tính dân dã hơn. Bình dân hơn. Dạ. Mà cũng cầu kỳ ha, anh thấy phần xả chiên cũng nhìn hấp dẫn quá nè. Dạ vâng, cũng là có ý để bày trí ạ. Vâng. Còn hợp thì thấy sao? Em thấy là cái này có bông hoa nhìn thu hút em. Phần A thì em thấy là đúng là anh nói đúng, có cái xả chiên nhìn cũng có vẻ là giống như mấy cái món ở ngoài nhà hàng. Giống như là tàu hũ được rắc rơm lên trên đó ha, nhìn là muốn ăn cơm liền luôn hà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thưởng thức. Mời hai người đẹp. Đó, ăn xong mình cảm nhận xem cái vị này có phải là người em trai của mình đã từng nấu cho mình ăn hay chưa. Em trai có biết cái gu, cái vị yêu thích của mình hay không? Thấy gật gù, ngon đúng không? Cái vị nó như nào? Nó có một chút cay về gia vị ạ. Gia vị rất là cân đối. Nó không bị nhạt quá. Nó có độ đậm vừa phải, không bị mặn. Cảm ơn em. Còn với phần A như nào em? Em thấy là vị nó rất là cân bằng, tại vì nó có vị chua, cân vị bằng. Mặn và vị ngọt rất là vừa phải. Dạ rồi. Với lại đậu hũ thì rất là mềm. Vậy là ngon đúng không nào? Dạ rồi, mời hai bạn đổi chỗ. Chúng ta sẽ thưởng thức món còn lại. Rồi mời em, mời em. Nhìn hai người đẹp ăn ngon quá à. Anh muốn thử lắm mà thôi. Này quà của hai em mà. Em thấy làm sao? Món A như thế nào? Món A thì có một xíu vị cay. Em thấy là nó cũng bắt vị đó. Dạ. Và đậm đà không? Hơi nhạt so với em một xíu. Cái gu em mặn hơn đúng không nào? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó có không cách khác biệt hoàn toàn so với B. Dạ đúng rồi, em thích cái sự trang trí này. Nó khá là nhìn chuyên nghiệp á anh. Đúng, anh thấy xả này ăn được luôn á. Dạ, còn em thấy món B như thế nào? Em thì thấy là món này nó có cái độ chua chua của cà chua này, đậu hũ này. Nhưng mà bởi vì là có thể cái miếng đậu hũ này nó hơi vị nó chưa được ngấm vào cái phần bên trong á. Cho nên là đối với em thì nó hơi nhạt so với phần bên trong. Còn lại là mùi của hành, mùi cà chua, thứ nó rất là quyện với nhau. Cảm ơn hai bạn, mời hai bạn đổi chỗ. Như vậy là hai người đẹp cũng đã thưởng thức được hai món quà đến từ những người em trai dành tặng cho mình. Món A đó chính là đậu hũ chiên xả. Còn món B đó chính là đậu hũ sốt cà. Và bây giờ sẽ là phần dự đoán. Ai đưa ra kết quả đúng sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt ngày hôm nay. Rồi xin mời các bạn ghi tên người em trai của mình lên bảng. Và hết giờ. Và bây giờ xin mời tiết lộ kết quả. Mời hai bạn. Cả hai bạn đều chọn B à. Món ăn được trình bày nhìn ấn tượng hơn, với nhiều màu sắc hơn. Và bây giờ sẽ là giây phút của sự thật. Dạ Vinh, em là người nấu món A hay món B? Dạ em là người nấu món B. B. Mà Bảo ơi, em nấu món nào? Tất nhiên món B không phải em nấu mà em nấu món A. Chính xác. Như vậy, cặp đôi giành chiến thắng với phần dự đoán đúng của mình ngày hôm nay. Đó chính là cặp đôi cùng nhau. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là phần trao thưởng với giá trị giải thưởng về nhì ngày hôm nay là 2 triệu đồng cùng với phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng và lì bà lô túi xách cao cấp. Xin được chúc mừng cho đội Bảo An. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng hai chị em mãi luôn xinh tươi như vậy, truyền cho nhau những năng lượng thật là tích cực nha. Vâng, không còn ghẹo chị nữa nha. Em thương chị, em thương. Bảo vệ chị. Và giải nhất ngày hôm nay trị giá 10 triệu đồng cùng với phiếu mua hàng và lì bà lô túi xách cao cấp trị giá 2 triệu đồng. Xin chúc mừng cho cùng nhau. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mãi luôn sáng tạo, đầy sự trẻ trung và năng động nha. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn nhiều ạ. Ôm chị một cái coi, thương mà chị quá. Cảm ơn quý vị đã luôn dành tình cảm và quan tâm theo dõi chương trình Hương vị gia đình được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
em có biết vợ mình ghét nhất món nào không? Dạ là mắm. Dạ tất cả những cái gì mà có chữ mắm vô đó là vợ em ghét. À, tấm hình này là kỷ niệm mẹ đi diễn show áo dài, hay là rủ con đi để con quay, con chụp ghi lại những kỷ niệm cho mẹ.